Xin chào tất cả các bác nha, chào các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của hai bố con cháu. Cảm ơn nhá. Này cũng lâu ngày rồi các bác. Lâu ngày quá rồi. Này bố cháu có chạy ra ngoài quán để mua một ít đồ về để đánh tiết canh. Tiết canh, ngày tiết canh. Tiết canh với rượu non rồi. Lòng lợn tiết canh nha các bạn. Canh lòng lợn cháu ơi. Bộ lên này cho nó chín ở bên trong. Nên làm hết bằng này không bố? Chứ. Này làm hết chứ. Lâu ngày lắm rồi đấy nhỉ. Như vậy chú sang làm bát cho nên phải tráng. Phải sụn lên này. Sụn này đánh tiết canh nha bố nhỉ. Tiết canh đi. Cho đấy luộc. Còn những cái phổi cái họng đấy cho đánh luôn đi chứ. Đánh luôn đấy, còn cái này luộc. Đấy luộc làm đồ nhắm. Không cho vào luộc luôn hả bố? Không, cái kia luộc. Luộc cái này, cái này. Em bây giờ cháu sẽ cắt cái hả? Xong mùi tàu rồi các bác nha. Thì hôm này nó mọc lên tốt lắm này. Dầu thơm mùi tàu nữa. Ăn tiết canh là đánh tiết canh là phải có cái mùi tàu này các bạn. Thế lâu ngày không đánh tiết canh cho nên là nó mọc cũng nhiều lắm các bạn. Tốt lắm. Đấy. Đây, bây giờ bắt đầu băm nha các bác nha. Cắt ra băm. Đó là tiết canh. Thì hôm nay có anh về thăm trang trại của hai bố con. Không có gì để ấy nhỉ. À các bác, đây là cái buồng ấy đấy các bác ạ. Buồng chim. Băm phổi này. Này có tiết canh, có phổi với sụn cái họng của nó nữa này. Toàn đồ ngon hay nhỉ. Nói chung là đủ. Nhìn cái gia vị này là biết đấy. Dầu, dầu thơm các kiểu. Tí nữa là còn trộn hết mấy cái này vào để băm lại đúng không anh? Ừ rồi ok. Còn băm lẫn với cả dầu thơm ấy. À sụn ngon nhỉ. Đây nó sập sập thôi mà. Ui, cái này là khó đấy. Cái này là nó bắn đấy. Cái này là khó chơi đấy. Trộn vào những cái này nữa. Thế mới cắt được đúng không? Mới băm được đúng không? Ừ. Ui, cái này cứ phải làm từ từ anh ạ. Rất từ từ thế. Không khéo nó văng hết. Mình chơi mạnh tay quá nó lại. Nếu mà đồ sống chắc băm được nhỉ. Ừ, sống thì băm được. Sống thì băm đơn giản hơn. Chín này là cắt nó giòn hơn này. Để dầu thơm các anh ạ. Cái bố cháu đang đâm hạt sủi đây. Rồi, cho nó thơm thơm. Hết rượu đi đây. Nhìn sao vào đây. Bé đuổi đi rồi, con nha. Nè. Con khái diện nè. Chuột lên tí đó cho vào bát. Đây, đây. Đã mua
Đang này không đặt đang bung liêu này. Này không biết đánh chụp bát không anh cái bụi này. Được. Thoải mái. Vui gì chứ gì đây lên vào. Ôi bốc bốc kia nghe. Em bây giờ bắt đầu đánh các bác nha. Tiên này mặn không bố? Làm 2 tiết mấy nước đây? 1.5. 2 tiết 1.5. 20 tiết 30 nước. Bố hình như vẫn hơi ít nhỉ. Bát ngay thì chim cút này mình thịt được rồi đấy mẹ nhỉ. Rồi chứ. Này là nó bay được rồi đấy. Nghe chưa? Bay bay. Ê, thịt thịt được rồi đấy bác. Có cả gà mà. Vâng, có cái gà bé thì cho. Này các bác cái chú ấy ra thăm. Ừ. Nó lấy nhỉ. Thăm trang trại của hai bố con các bác. Lâu ngày không có các bác các chú thăm trang trại. Lâu ngày. Gà nữa. Càng lớn nó càng ăn nhiều ấy chứ. Này chưa. Bây giờ nó không bay như ngày trước nữa nhỉ. Chứ lúc còn nhỏ nó còn hay mở ra nó còn hay đi ra ngoài. Thì con gà cũng lớn hơn rồi các bạn. Ui, có con lại ra được rồi đây này. Con lại ra ngoài được rồi. Thế cho nên thì gà cho nó ăn lúa thì các bạn. Không đói đi đến đâu nó đi theo đấy. Thì làm gà tết đời đấy bác nhỉ. Tết thì ngon. Con gà mái thì thích. Tạp. Ba đi. Gà thơ lý. Thì mẹ thì con. Thì lên nhà đi bác ơi. Bác cũng hơi muộn đấy. Nó làm hơi muộn đấy. Ui dồi ôi. Chậm quá. Nó còn lên để thăm quan. Thăm trang trại mà chậm thế. Ui. Đổ. Thôi xin mời tất cả các bác cùng thưởng thức tiết canh với mấy bố con bác Sáu nhá. Mời các bác nhá. Mời nhà nhá. Thôi hôm nay cũng có các bác chú cũng lâu ngày về thăm trang trại. Xem gà, chim gà thế nào nó to lớn thế nào thì cũng chuẩn bị được tí cái rồi cho nó đỏ đỏ cũng lâu ngày rồi. Mời các bác nhà cả nhà nhá. Nhà nhá. Nhà. Ngon lên gì. Thăm trang trại mà có món như này là ai chấm. Mời các bác các chú nhá. Mời mọi người nhá. Làm cái trong mâm này thôi. Đấy. Làm cái trong mâm này trước. Đấy, thìa đây, có thìa đây.
Phần nhất thì ở đâu nhỉ? Đây. Thở không ra. Ừ. Đấy. Đấy. Bắt tay cho anh đi. Ừ. Ủa mình làm lặng cái canh thì xem nhỉ? Ừ. Xem nó đông thế nào? Xem nó... Cũng được. Lâu ngày có cần đi nữa không? Mời 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 nhá. Ừ. Anh em nhá. Ừ. Lọt lắm. Bạc, lọt bạc, lọt bạc. Lắm. Lọt. Đấy anh. Được. Mời chứ. Má lắm. Được. Má đấy. Thấy được, cái buổi này là làm mấy bãi này mới được tiết đấy. Năm. Hai chai. Ăn bèo này. Mời anh em nhá. Vật bóng cá chế tơ chế cá. Máy chân dưng khóa. Không hả? Đây là cho mình đấy. Rồi á. Cho mình quán đấy. Quán. Băm hơi ký. Cút mốt đấy. Cái nhai này toàn sụn mà. Cái này toàn sụn thôi. Nhai thêm đúng không? Đấy cậu ở đây nhá. Hai thích cậu ở gần con. Cái bát lực cơm mơ này thơm. Vâng, để uống đi. Đây đi, lấy cái này. À, giọt tiếp nhỉ? Ừ. Đấy. Chú. Giọt tiếp nhỉ anh Minh nhỉ? Vâng, vâng, vâng. Giọt tiếp. Thấy giọt. Chà. Rồi chú. Mơ đi, giọt tiếp. Này, có cái này ăn. Đó, kém lắm rồi. Có rồi. Có rồi, có rồi. Đây này, đây kia rồi. Anh em nhá. Chà, kẹp nó mưa ăn ướt rắn rồi. Nè, đã liền rồi. Cái này cái gan này, này nó... Đó. Ngoài nó gì rồi này. Ừ. Trong đấy. Gan vừa, vừa tới đấy. Ừ. Vừa ngon đấy. Ngon đấy. Chà. Cái này thì... Giòn. Nhuộm non và nhuộm non ngon hơn, hơn phèo ấy sao? Ngon. Ừ. Không được đúng tầm. Lâu ngày ăn đã chú nhỉ? Lâu ngày xuống. Đây có kìa đây này. Có xuống không nhỉ? Sụn thôi không có chưa? Lâu ngày. Sụn thôi. Ăn thịt. Còn mấy cái hãy đem lên cái chứ. Cái lên đấy không? À. Ui, và đẹp mà cái cành mà món này phải có cành tí to đấy tay thì cầm thì tay xin mời các bác nha chơi cái miếng to miếng đã các bác đấy tay thì cầm ấy tay thì cầm ấy thì nó mới tao ý là một bên là môi một bên là dao một tay cầm ấy một tay cầm ấy một tay cầm ấy không sao trước khi đó con cá thì mỏi cái thì nó nhào ấy như này nó phải đục làn còn than lâu ngày ăn em tuyệt vời luôn các bác quá tuyệt vời ăn nó mát đang yên phải đang bị thở em hôm nay cũng làm bát này thì ăn cá quả nó giả đấy nó cay cái này ăn phải ghém thêm mai tết canh phải ghém thêm đang đói ăn cái gì thêm ngon đi tết canh là phải ghém thêm cái này đấy xin mời tất cả các bác nhá ui thêm một quán gần người hai ba à luôn vừa đấy vừa thế nhỉ bia xong chuẩn đấy hả đứa này hai bát tiết còn đây còn thiếu bụi chạy thiếu bụi thời gian không có thôi hơi ít bụi quá nha chạy lấy nhiều là hai bát nữa lấy nhiều mấy bát nữa lấy được không lấy đi ngồi im lìm thế dạ 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 thế cao không dạ cái gì mà dạ nặng thế này mà dạ thì gì có mà dạ là khó cái chạy nó lạnh thế đấy không ngoài nạp khó nạp phải đi rồi đây ngoài ngoài nó mát mà ngồi nhà xe mát lắm rồi đấy mát
Đây là còn mùa đông mùa đông nó ấm gió nữa. Mùa đông có gió nên là ngồi trên lều nó lạnh. Mát mẻ rồi, mùa hè. Vâng, đấy rồi. Mười không đi còn phải đi đón. Đây là sếp của em đấy, sếp Mi đấy. Mời anh nhá. Không phải đi. Đây, 100% này là anh. Ấy đi. Không anh cần ngại cái gì ấy. Chú chuẩn bị ấy nhau đấy. Xong rồi lấy cái tía chân kia đi nhá, không để lâu nó lại càng lên không. Đấy đấy. Từ lâu nó ra cái nước. Nhưng mà mình ăn luôn xem trong bát không có tí nước nào đâu các bạn. Đây đấy. Có tí nước cái ấy. Ngon 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 đấy. Ngon. Ai già, còn có các bạn cũng mỗi bát, mỗi người hai bát nhỉ? Mỗi người hai bát thì còn làm tiếp cái nữa. Cứ phải ăn đó, làm chứ. Cứ thế này chứ. Ngon quá các bạn, lâu ngày ăn. Đấy, nhất là ngon. Mời các bạn nhá, nó tươi luôn các bạn. Và là có tỏi thì là ăn. Thôi đây mời các bác các chú nhá, tự nhiên nhá. Em nghĩ đấy. Càng bị nó càng đông đấy, sao cái này nhỉ? Như trời lạnh này càng để nó càng cứng vậy chứ. Càng nắng càng đông. Mỗi mình ăn 2 bát rồi các bác. Đấy. Chiến bát nữa. Chiến này anh ơi. Này cho thêm tí ớt để cho nó cay cay. Ừ, rồi làm bát nữa là. Có tí ớt rồi nhưng cay. Có ớt chứ. Đây này còn đây này. Ừ. Ui. Đây, xin mời các bác nha. Cái này cũng vừa trầm đấy nhưng không có. Ăn nó vừa vừa bộ cái ớt này. Vừa đây. Nó vừa với từng cái mới miếng một cái này không cay quá. Mới miếng quả thôi. Không ăn vừa không ăn nhiều. Không cái kiểu màu với nhỏ này ăn được như thế chứ. Còn cái ớt kia xem. Cái ớt kia ăn cái ớt gọi là ớt cảnh ớt chuồng thế này trộn lên cái cay lắm. Cái đấy quả vừa to vừa cay chứ. Ăn no rồi ngon lắm mày nhỉ. Ăn đi ăn bao vậy là cái chén đi chén lại cái này ui ra ngồi tính bơ như thế nhỉ. Này gắm một miếng chén đi chứ. Này mà làm thêm quả ớt vào nữa các bạn. Còn cái đồ giá bít này thôi này quả ớt rồi. Cái này ăn nó mới sướng. Ngon, ai chàng. Ăn này đã đời. Bước ít nhỉ. Đấy, để đi hoang. Ăn thế rồi. Cây mà. Ăn nhiều nó thơm cái bụng thôi. Kệ. Ăn bao nhiêu thì thơm cái bụng nó thôi. Chú chức khỏe anh chén nhỉ. Lâu ngày về thăm trang trại các em các cháu nó thì thôi chú chúc khỏe anh chán nhỉ. Lâu ngày quá nhưng mà đấy dạ này tết là quá ok. Tết là vừa đẹp đấy chú nhá. Thoải mái nhà tết thì thoải mái mới dài mới tuổi. Cái cút đấy to nhỉ. Chim cút là chơi được cái đen nhỉ. Ừ đi đã. Chén ngon rồi, ấy được rồi. To đấy. Nhanh mày đã cần hết cả mà. Cháu cũng xin tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video của hai bố con cháu nha. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Xin chào tất cả các bác nha. Cảm ơn nha. Chào tất cả em nha.